Sáng ngày 4 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức làm trưởng đoàn kiểm tra thực địa các dự án công trình y tế trọng điểm và dự án đầu tư xây dựng trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân các dự án xây mới bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, Củ Chi và Thủ Đức. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho rằng, việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân là hết sức quan trọng. Thành phố và Trung ương đã dành nguồn lực lớn cho ba bệnh viện khu vực cửa ngõ này. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, dự án xây mới bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn có đặc thù vừa phải xây dựng nhưng vừa đảm bảo việc khám chữa bệnh, do đó phần nào ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt và sự phối hợp giữa các bên, cơ bản đến nay, tiến độ xây dựng tương đối đáp ứng và ban quản lý cũng đang có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ. Song song, hai bệnh viện cửa ngõ khác là Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi và Đa khoa khu vực Thủ Đức cũng đang trên đường về đích. Theo kế hoạch, cả ba bệnh viện trên sẽ đưa vào sử dụng vào năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm, hiện có một vấn đề quan trọng cần làm là ba gói trang thiết bị cho ba bệnh viện này phải đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại để phục vụ người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ngành, khi bệnh viện xây xong thì các thiết bị cũng phải sẵn sàng đưa vào sử dụng.